chị đã quay trở lại với bãi kem Nam Đảo Ngọc Phú Quốc. Và trên màn hình thì anh chị đang nhìn thấy một bãi kem trải dài khoảng 1,3 km. Đây là một trong những cái bãi biển đẹp nhất tại Nam Phú Quốc. Ở đây thì chúng ta có ở trên màn hình đó là hệ sinh thái những cái khu nghỉ dưỡng 5 sao của Sun Group. Ở góc trái màn hình chúng ta có 375 căn biệt thự nghỉ dưỡng New World Phú Quốc Resort đang được vận hành bởi tập đoàn Rowers Hotel Group. Ở góc phải màn hình chúng ta có một dãy, ba dãy shop house bãi kem. Bên cạnh đó là những cái tòa tháp căn hộ khách sạn Premier Residence Phú Quốc Emerald Bay. Phía lui sâu ở phía trong màn hình chúng ta tiếp tục có 168 căn shop house Melodia. Và góc trên góc phải màn hình thì chúng ta có khách sạn JW Marriott Phú Quốc. Kế đến thì chúng ta thấy là bãi đất trống ở góc phải màn hình bên dưới sẽ là khu làng nhiệt đới biệt thự Sun Tropical Village bãi kem. Với giả thuyết biophilia, giáo sư Wilson nhấn mạnh con người luôn có xu hướng bẩm sinh, luôn tìm kiếm cái sự kết nối với tự nhiên. Ông giải thích dưới góc độ của một sinh học tiến hóa. Con người yêu thích bầu không khí trong lành, khoáng đạt của thiên nhiên vì môi trường tự nhiên có thể cung cấp nguồn thức ăn phong phú và nhiều góc trú ẩn thoải mái, an toàn. Đây cũng là cái lý do mà trẻ em thường trở nên vui vẻ hơn khi được chơi đùa giữa thiên nhiên. Ngược lại, quá khứ thú lâm tuyền, niềm vui được vui thú được sống giữa thiên nhiên, sự vui thích thoải mái khi ngày ngày được giao đãi với mây núi cỏ cây từng là lối sống lý tưởng của không ít tao khách, mặc khách, nhân sĩ xưa xưa kia muốn lánh đục tìm trong, sống một đời an bần lạc đạo. Chính vì vậy mà cái xu hướng đề cao lối sống wellness, niềm tin về học thuyết biophilia vừa đề cập trên đã tái khẳng định một vai trò của tự nhiên với cuộc sống tinh thần và thể chất của con người. Thiên nhiên là nơi chữa lành, trốn trú ẩn an toàn và được khao khát. Điều này khởi nguồn cho cái sự xuất hiện của những ốc đảo lưu trú, nơi mà mỗi một căn ngôi nhà sẽ là hiện thân cho triết lý nương vào tự nhiên mà chúng ta vừa nghe một đoạn câu chuyện ngắn phía trên. Vùng vi khí hậu của 3 tầng thiên nhiên biệt thự Sun Tropical Village. Vùng vi khí hậu được định nghĩa là khí hậu của lãnh thổ nhỏ xuất hiện do cái sự ảnh hưởng khác biệt của địa hình, thực vật, trạng thái, thổ nhưỡng, mật độ cây xanh dày đặc, thảm thực vật rộng lớn, hồ nước khiến nhiệt độ tại vùng vi khí hậu luôn dịu mát, tựa chốn thiên đường, tách khỏi mọi xô bồ. Và khi anh chị đến với bãi kem của Nam Đảo Ngọc, chúng ta sẽ có cái cảm giác này, và đặc biệt là tại ngôi làng nhiệt đới Sun Tropical Village. Trên thế giới thì nhiều quốc gia có những cái vùng vi khí hậu phổ biến với mật độ rừng xanh chiếm diện tích lớn như Phần Lan, Bhutan, Estonia, đó là những cái quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, nơi con người có tuổi thọ cao hơn do được sự sống hòa mình với thiên nhiên. Đây cũng là cách mà Sun Property, một thành viên của tập đoàn Sun Group, đang kiến tạo Sun Tropical Village Phú Quốc, dự án tiên phong cho xu hướng wellness living tại Việt Nam. Lần đầu tiên thì cư dân sẽ có những cái trải nghiệm sống trong một ngôi làng nhiệt đới, một ốc đảo có vùng vi khí hậu đặc thù, nơi nhiệt độ trong và ngoài luôn lệch nhau tới 2-3 độ. Vùng vi khí hậu mát lành giữa 3 tầng thiên nhiên như Sun Tropical Village là một cái địa điểm thích hợp để phát triển lối sống wellness đỉnh cao. Đô thị nghỉ dưỡng với 14 hecta sẽ tiên phong chinh phục kỷ nguyên wellness tại Phú Quốc, nơi có 38.000 hecta rừng mưa nhiệt đới với thảm thực vật đa dạng che phủ đến 65% diện tích của đảo Ngọc Phú Quốc. Một bên sẽ là biển xanh cát trắng nắng vàng, và một bên sẽ là cây xanh bóng mát, rừng cây rậm rạp. Và Sun Group sẽ tạo ra một cái vùng vi khí hậu ngay trong ốc đảo của Sun Tropical Village, cũng như một cái lợi thế được bao bọc bởi 3 tầng thiên nhiên, đó là vườn trong nhà, nhà trong rừng và rừng ven biển. Thì biệt thự nhiệt đới Sun Tropical Village sở hữu một cái vị trí phù hợp để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng
chuẩn xanh nhiệt đới, xanh cây trái, xanh rừng già và xanh biển cả. Đạt tới chuẩn khắt khe đó thì chúng ta có Sun Tropical Village, được săn đút dồn tâm huyết để tận dụng tối đa thảm thực vật tự nhiên, thiết kế nương theo tự nhiên, tạo nên một cái cảnh quan như một ốc đảo giữa rừng xanh độc đáo, cũng như phát triển một vùng vi khí hậu mát mẻ quanh năm ôn hòa. Và anh chị nào đang quan tâm về một sản phẩm second home tại Nam Bảo Ngọc Phú Quốc, một căn nhà trong vùng vi khí hậu do Sun Group kiến tạo và sở hữu cho riêng mình những cái không gian của một vùng vi khí hậu, Sun Group thì không chỉ chú trọng bảo tồn và giữ gìn những cái cảnh quan tự nhiên mà còn tích cực phát triển, nhân rộng cái độ che phủ của những thảm thực vật bằng việc bài trí và sắp xếp hơn 200 cây xanh, cây cổ thụ cao tầng để điều hòa nhiệt độ tại Sun Tropical Village và tạo ra một cái không khí trong lành dễ chịu, cùng hàng trăm các cái tán cây cao, những cái cây bụi cây nhiệt đới và hoa cỏ sắc màu. Tổng diện tích cây xanh toàn dự án biệt thự làng nhiệt đới lên đến 19.000 m². Cảnh quan thì sẽ được thiết kế và lấy không gian xanh làm chủ đạo. Cây xanh bố trí nhiều lớp lan. Tại biệt thự Sun Tropical Village thì anh chị có thể tận hưởng những giây phút thư thái và an nhiên dưới những tán cây xanh tản bộ hàng ngày trên mọi con đường lát đá tự nhiên uốn lượn, mọi góc sân hay là những công viên xanh bạt ngàn. Giữa những cái phố thị phồn hoa tấp nập, điều xa xỉ, có lẽ là chúng ta nên mơ về một ngôi nhà nghỉ dưỡng có đầy đủ liều thuốc tự nhiên, chữa lành, hữu hiệu, hương rừng, vị biển, tiếng sóng vỗ rì rào hay là không khí trong veo, không một chút ô nhiễm. Và tại đó thì anh chị chỉ có đến biệt thự làng nhiệt đới Sun Tropical Village thì những điều xa xỉ ấy sẽ trở nên gần gũi như hơi thở, thân quen và là cuộc sống hàng ngày. 365 ngày vui sống và 365 ngày sống xanh sẽ không còn xa xôi. Lời hồi đáp cho một hành trình tìm kiếm một thiên đường vui sống giữa thiên nhiên nhiệt đới chính là tại Sun Tropical Village, ốc đảo xanh khai phá kỷ nguyên sống wellness. Và anh chị nào đang quan tâm về sản phẩm biệt thự làng nhiệt đới sở hữu cho mình không gian sống xanh nhất tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số hotline trên màn hình để nhận thêm những thông tin tư vấn và các chính sách bán hàng của chủ đầu tư Sun Group. Biệt thự làng nhiệt đới Sun Tropical Village thì sẽ đem đến vạn tầng an yên, một ngôi làng nhiệt đới rất là hấp dẫn đang chờ đón những anh chị, những chủ nhân của những căn biệt thự cuối cùng tại đây. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip và hẹn gặp lại anh chị tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc trong thời gian gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.